tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, đó là Compass. Thì phần Compass có ý nghĩa như nào? Phần Compass này tức là bàn, nó giống như là một hệ thống trục tọa độ hiệu. Đây thì đầu tiên là phần mềm mặc định, chúng ta là chọn cái Compass này thì chúng ta sẽ bỏ đi, các bạn sẽ thấy sự thay đổi là ngay lập tức cái la bàn nhỏ này nó sẽ mất đi nhé. Đây, các bạn thấy chưa, cái la bàn nhỏ chúng ta nó mất đi rồi. Thì để lấy lại nó thì các bạn chỉ cần vào phần View và chọn Compass. Đây, các bạn thấy chưa, thì có một số bạn thắc mắc là vì sao trong quá trình thao tác lại mất đi cái la bàn này mà không biết lấy ra đâu, thì các bạn lưu ý một chút nhé. Đây chính là phần Compass này, quay vào View và click vào cái phần này, được chưa nhỉ? Mình sẽ đưa cái la bàn này về vị trí này, các bạn kéo và đưa về cái mặt phía trên này nhé. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cái lệnh, đó là Reset Compass, tức là nó sẽ trả lại cái vị trí của la bàn về vị trí ban đầu, tức là cái vị trí góc phía trên bên phải như này. Đây, các bạn click vào cái tùy chọn này, ngay lập tức la bàn sẽ trở về vị trí ban đầu của nó. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái la bàn, ý nghĩa của lệnh Reset Compass. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cái lệnh là Specification Overview. Thì cái lệnh này có ý nghĩa như là, thì các bạn có thể click vào đây hoặc là trên bàn phím các bạn nhấn Shift F2, Shift cộng F2 trên nhé. Các bạn click vào đây thì cái phần này cho ta ý nghĩa, đó là cái sự thay đổi của cây lịch sử thiết kế. Đây các bạn thấy chưa, các bạn cầm và kéo ra thì trên màn hình cây lịch sử đang thay đổi. Đây, các bạn thấy chưa? Thì cái phần này không quá quan trọng, các bạn cũng không cần quan tâm đến phần này. Tiếp theo đó phần Geometry Overview. Thì cái phần này cũng giống như phần Specification kia thôi. Đây, chỉ là sự thay đổi về vị trí của chi tiết trên màn hình làm việc. Thì chúng ta không quan tâm nhiều về hai phần này. Theo là phần Fix All In, mình sẽ thay đổi cái chi tiết một chút nhé. Đây ví dụ như mình đã zoom cái chi tiết như này rồi, thì làm nào? Có một cách là chúng ta sẽ zoom chi tiết to ra như thế này cũng được, hoặc là các bạn có thể vào View và chọn phần Fix All In. Thì sau khi chọn cái tùy chọn này thì ngay lập tức cái chi tiết và thiết kế nó sẽ điền đầy cái màn hình làm việc. Đây các bạn thấy chưa, chi tiết nó sẽ điền đầy cái màn hình làm việc như này. Các bạn có thể zoom to hết cỡ này hoặc là zoom nhỏ đi, thì sau khi chọn cái tùy chọn này thì mặc định chi tiết cũng sẽ điền đầy. Cái phần zoom này ta không quan tâm. Tiếp theo là phần zoom in zoom out. Cái phần zoom in zoom out này có ý nghĩa như nào? Khi các bạn click vào cái tùy chọn này, tức là phần mềm sẽ cho phép chúng ta sử dụng chuột trái để zoom chi tiết, chúng ta sẽ không cần phải sử dụng chuột giữa và chuột phải nữa, như vậy sẽ dễ hơn. Đây mình sử dụng chuột trái và di con chuột trên cái di con chuột của chúng ta được như thế này, mà không cần phải sử dụng chuột giữa và chuột phải nữa. Đây là zoom in zoom out trên đây. Đấy là ý nghĩa của phần zoom in và zoom out. Tiếp theo là phần pan này, tức là phần mềm sẽ cho phép sau khi các bạn chọn cái phần này, phần pan này, thì phần mềm sẽ cho phép các bạn sử dụng chuột trái để di chuyển chi tiết mà chúng ta không cần sử dụng chuột giữa nữa. Đây ví dụ như mình
chọn vào đây. Còn thấy chưa? Sau khi chúng ta click chuột trái vào phần vùng đồ họa thì nó sẽ hiển thị lên cái bàn tay màu trắng như thế này. Và phần mềm cho chúng ta di chuyển chi tiết. Đây, còn thấy chưa? Đó là ý nghĩa của phần Map. Tiếp theo là phần Rotate. Rotate tức là xoay chi tiết trên vùng đồ họa. Sau khi các bạn chọn cái tùy chọn này thì phần mềm cũng sẽ cho phép chúng ta sử dụng chuột trái để xoay chi tiết mà không cần mà chúng ta không cần phải phối hợp giữa chuột giữa và chuột phải nữa. Đây, các bạn chỉ cần sử dụng chuột trái và quay chi tiết theo đúng ý muốn. Đây, rất là dễ dàng như thế này. Đây. Thì đấy là ý nghĩa của Rotate. Tiếp theo là phần Modify. Đây, phần Modify này tức là một số cái chỉnh sửa hướng nhìn này, zoom in, zoom out. Cái phần zoom in, zoom out này thì cũng giống như cái phần phía trên này thôi, chúng ta không cần quan tâm đến nó nữa. Lúc ất tức là hướng nhìn normal view, hướng nhìn vuông góc, thì cái phần này đơn giản thôi. Ví dụ như chúng ta chọn Normal View nhé. Các bạn vào View, chọn Modify, chọn Normal View. Sau đó chọn một mặt bất kỳ. Thì ngay lập tức cái mặt phẳng đó sẽ có hướng nhìn vuông góc so với đường mắt chúng ta. Đây, các bạn thấy chưa? Ví dụ như mình xoay chi tiết như thế này. Chọn mặt phẳng. Chọn một mặt bất kỳ nhé. Chọn mặt này nhé. Sau đó các bạn vào Modify, chọn Normal View. Đây, các bạn thấy chưa? Thì cái phần này nó phục vụ cho cái quá trình là chúng ta sử dụng vẽ sketch nhìn vuông góc thì trong quá trình thao tác sẽ dễ hơn. Tiếp theo phần modify là phần normal view, thì phần này cho phép các bạn như sau. Đây, ví dụ như mình để chi tiết tới một góc như thế này. Đây, ví dụ như các bạn chọn mặt phẳng phone, sau đó bạn apply thì mặc định phần mềm sẽ trả mặt phẳng phone so với đúng hướng nhìn vuông góc chúng ta. Đây, các bạn thấy chưa? Chi tiết sẽ bị thay đổi. Mình chọn phone nhé. Apply này. Đây, các bạn thấy chưa? Hoặc là chúng ta có thể chọn left apply. Những cái mặt phẳng rất là dễ nhìn như vậy. Thì đấy là cái ứng dụng của cái phần của cái tùy chọn này. Tiếp theo là phần render style. Đây là các cái kiểu hiển thị. Đây có rất nhiều kiểu hiển thị như sau. Đây. Ví dụ như mình có một cái chi tiết là một khối lập phương như thế này nhé. Các bạn vào view và chọn Render Style. Cái phần này nó sẽ ẩn đi, cái phần đầu tiên này nó sẽ ẩn đi tất cả những cái góc cạnh. Mình sẽ chọn cái chỗ này. Đây, các bạn thấy chưa? Những cái góc cạnh màu đen vừa rồi tất cả đã biến mất rồi. Tiếp theo phần Render Style này là phần Starting with Edge. Cái phần này có ý nghĩa như nào? Tức là sau khi các bạn chọn cái tùy chọn này thì tất cả cái góc cạnh mà cái đường nét tính cả những cái góc phi nét nó sẽ đều xuất hiện. Đây, các bạn thấy chưa? Ở đây mình sẽ thử phi nét cái cạnh này đi nhá, để các bạn dễ quan sát thôi. Ok, ta vào view, chọn render style starting. Thấy chưa? Tất cả những cái cạnh đường nét, tính cả cái góc phi nét đều mất đi. Tiếp theo các bạn vào view, chọn render style, chọn cái tùy chọn thứ hai này, starting with edge. Cái phần này có nghĩa là tất cả vừa rồi mình đã nói rồi. Ok,
cái đường nét và những cái góc riêng tất cả nó đều thể hiện ra. Có thấy chưa? Thì chọn tiếp theo. Cái tùy chọn này cho phép chúng ta quan sát thấy tất cả những cái cạnh là đường thẳng thì sẽ ở lại, và tất cả những góc fillet hoặc là đường cong cũng cho tiếp tuyến thì đều mất đi hết. Đấy, các bạn thấy chưa? Phần bên này những cái cạnh đường thẳng không có góc lượng thì đều có thể quan sát được. Chọn tiếp theo. Chọn này cũng tương tự như phần Starting with Metal. Mình sẽ giới thiệu các bạn phần tiếp theo là phần Starting with Metal. Phần này tức là sao? Ý nghĩa của cái tùy chọn này tức là nó sẽ hiển thị cái màu của vật liệu các bạn chọn, tức là cái vật liệu mà các bạn gắn vào cái chi tiết. Ví dụ như sau nhé, mình sẽ gắn cho cái khối của chúng ta, đó là vật liệu bằng thép nhé. Chọn khối này, vật liệu năm nay, ok. Sau đó các bạn vào view, chọn standard style, các bạn chọn cho mình phần starting with metal. Sau khi bạn chọn phần này thì cái màu vật liệu nó sẽ được hiện ra như thế này. Đây. Còn thấy chưa? Cái màu vật liệu của chi tiết. Đây này. Mình sẽ bỏ cái vật liệu này đi. Mình sẽ giới thiệu với các bạn về trò tiếp theo. Đó là phần wireframes. Cái phần này tức là mô hình không dây của chi tiết. Sau khi các bạn lựa chọn cái tùy chọn này thì cái mô hình không dây nó hiện ra như thế này. Không thấy chưa? Cái mô hình không dây này ứng dụng khá là nhiều, các bạn có thể quan sát được cái chiều sâu chi tiết sau khi chúng ta tiến hành thao tác vẽ. Ví dụ như các bạn có mẫu đây, mình sẽ ví dụ nhé. Sau đó thì các bạn vào view phần render style, các bạn chọn cho mình kiểu wireframe luôn. Đây, các bạn thấy chưa? Mô hình không dây xuất hiện và các bạn có thể quan sát được cái lỗ phía bên trong có chiều sâu như thế nào, rất là trực quan. Thì đấy là cái mô hình không dây. Tiếp theo phần view, phần render style này tức là phần custom view. Ở cái phần custom view này tức là nó cho phép chúng ta hiển thị một số những cái tùy chọn, hiển thị một số những cái hình dáng về học đây. Thấy chưa? Rất là mở không dây này. Đấy là cái phần custom view. Thì cái phần này thì mặc định phần mềm đã mặc định sẵn cho các bạn rồi, chúng ta không cần quan tâm đến phần này nữa. Tiếp theo của cái render style tức là phần perspective và phần parallax. Ở cái phần này thì có ý nghĩa như thế nào? Ví dụ như bây giờ nó đang ở tùy chọn này thì các bạn có thể dễ dàng quan sát được cái mô hình và xoay mô hình rất là dễ dàng. Đây. Giờ mình sẽ cho các bạn thấy sự khác biệt của hai phần này như thế nào. Sau khi bạn
click vào tuyển chọn này nhá, thì ngay lập tức cái khối chúng ta nó có một cái thay đổi như Exo và khác. Mình sẽ ví dụ cho bạn cụ thể nhất để bạn quan sát. Ví dụ như mình chọn cái mặt bằng này nhé, để tiến hành thao tác kéo quay scan. Thì đây, mặc dù mình sử dụng chuột giữa để di chuyển chi tiết thì cái mặt bằng này nó vẫn không vuông góc nếu nhìn. Cụ thể là bạn quan sát những cái mặt bằng ở phía dưới này nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó không tự động vuông góc. Đấy. Mình chỉ cần di chuyển chi tiết thôi. Thì ngay lập tức mặt bằng thay đổi. Các bạn lưu ý là mình không hề sử dụng chuột giữa và chuột phải để xoay chi tiết nhé. Mình chỉ di chuyển chi tiết thôi, còn chuột giữa thôi. Tiếp theo mình sẽ chọn cái tùy chọn led này. Đấy, bạn thấy chưa? Ngay lập tức mình di chuyển sao thì cái mặt phẳng chúng ta tiến hành vẽ scan nó luôn luôn vuông góc với mắt nhìn của bạn. Bạn thấy chưa? Các bạn lưu ý cái phần này nhé, rất nhiều bạn mắc lỗi ở phần này, cho rằng là phần này bị lỗi mà thực ra là không phải. Thì để bỏ cái tùy chọn này đi thì các bạn sẽ vào view phần render style và chúng ta chọn cái phần led này nhé. Đấy, bạn thấy chưa, thay đổi rất là rõ ràng. Thì mình có thể nói cho các bạn biết chút như sau, thì cái phần Perfect Tip này nó ứng dụng, mình đã từng làm rồi, nó ứng dụng rất là tốt trong cái quá trình các bạn render chi tiết nhé. Render sử dụng kiểu này trông rất là đẹp, tại vì ở kiểu này thì phần mềm cho phép nó thể hiện cái chiều sâu và chiều cao của chi tiết rất là tốt. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình sẽ quay trở lại chọn cái phần red này nhé.